Ken xà beng luôn. Gì nữa đây? Thời hạn một tháng anh hứa đã đến rồi đó. Anh trả lời em đi chứ. Trả lời cái con khỉ gì? Tôi đã nói với cô rồi, tôi không thích ràng buộc. Anh à, mình cưới nhau đi. Cô ảo tưởng quá rồi đó. Nếu như em không có được anh thì em cũng sẽ không để bất cứ người phụ nữ nào đến gần anh đâu. Em nói là em làm đó. Vậy thì làm đi. Trời ơi, cô tưởng tôi sợ à? Tôi thách cô luôn á. Đồ đi. Alo. Alo. Anh cho em theo anh lên thành phố nha. Em muốn vợ chồng mình được sống bên nhau, muốn mỗi ngày được chăm sóc cho anh. Nhưng má thì lớn tuổi rồi, thằng Phi thì còn nhỏ. Em ráng thay anh chăm sóc má với thằng Phi. Anh sẽ cố gắng chăm sóc má, thuyết phục má để má lên thành phố với vợ chồng mình. Tuyết Minh à, anh hiểu hết những thiệt thòi mà em đang chịu đựng. Anh cũng biết má không phải là người má chồng dễ dãi. Hãy vì thương anh mà cố gắng chịu đựng nha. Thực ra má có khó khăn hơn nữa em cũng chịu được. Em chỉ không chịu được nỗi nhớ anh. Anh luôn yêu em, luôn tin tưởng em. Là em có đủ sức để chịu đựng tất cả. Anh yêu và tin tưởng em nhiều hơn em nghĩ đi. Có thiệt không đó? Má thường nói con trai má luôn phập phồng lo sợ tại vì nó hay vắng nhà. Mà vợ nó thì lo chân diện, bẹo hình bẹo dạng cho thiên hạ người ta nhìn. Anh chưa bao giờ sợ điều đó. Chỉ sợ em không chịu nổi sự khó khăn của má mà đòi bỏ anh thôi. Ngoài chuyện đó ra, anh tin tưởng em tuyệt đối đó nha. Em hứa với anh, em sẽ không phụ lòng tin của anh. Anh cũng không được phụ lòng tin của em đó. Tuyết Minh ơi, anh yêu em vô cùng. Anh sẽ cố gắng sắp xếp để vợ chồng mình được ở bên nhau. Anh hứa rồi đó nha. Má ơi. Má. Cái gì? Má không khỏe hả má? Thì mệt, thấy nhức đầu. Trời sao má nóng dữ vậy? Má chờ con chút nha. Anh đến nhà quê? Về luôn hả? Ừ. Sao vậy? Anh chỉ học rành nghề mà. Thì anh về quê học tiếp cũng được mà. Anh Vĩnh kỳ ghê. Tự nhiên đòi lên thành phố học, giữa chừng lại đòi về quê. Bây giờ anh cũng biết chút ít. Về Mỹ Tho vừa học vừa làm, nói là đi học nghề nhưng mà cũng có tiền. Anh Vĩnh thấy cái nào tiện thì làm thôi.
nhưng mà anh dính về quê rồi. Em sẽ nhớ anh lắm. Em nhớ anh thiệt không? Thiệt chứ sao không? Em nè, anh Vĩnh nè, anh Khang nè, ba đứa mình lên trên này đáng lẽ là sẽ vui lắm. Mà anh Khang chơi xấu em đã buồn rồi. Bây giờ anh Vĩnh về quê nữa, em sẽ buồn lắm cho coi. Em vẫn còn anh Phi nữa mà. Anh Phi là anh Phi, anh Vĩnh là anh Vĩnh, đâu có giống nhau đâu. Anh Vĩnh về quê rồi. Mỗi lần em nhớ quê nhớ nhà, nhớ hồi tụi mình còn nhỏ, sao không có ai cùng em nhắc lại luôn. Anh về quê thôi mà, có phải đi chết đâu. Anh Vĩnh nói bậy vậy. Ý anh muốn nói là từ đây về quê chỉ có 2 tiếng à, đi bằng xe máy đâu có xa xôi gì đâu. Thỉnh thoảng anh lên thăm em, hoặc là em về thăm anh. Còn điện thoại nữa chi, muốn nói chuyện với nhau lúc nào mà lại không được. Biết là như vậy, nhưng mà em buồn. Em đừng có buồn nữa, anh không muốn nhìn thấy em buồn đâu. Hứa với anh, em phải luôn vui vẻ, luôn hạnh phúc nghe biết. Nếu có chuyện gì làm em không vui thì em hãy gọi điện cho anh. Bất cứ khi nào em cần, anh sẽ lập tức đến gặp em. Em hãy hứa nghe biết. Em hứa. Anh còn muốn thấy em khóc đâu đó nha. Thì em đâu có khóc, em cười. Anh Vĩnh, hồi đó tới giờ có một chuyện em nói xạo với anh, bây giờ em muốn nói thiệt cho anh biết. Chuyện gì em nói đi. Cái người thỉnh thoảng về quê thăm em á, người mà em nói là gì á, thiệt ra là má ruột của em. Để con đắp khăn ấm cho má hạ sốt, xong rồi con nấu cháo giải cảm cho má nha. Thôi, không cần lo cho tao đâu. Lo mà may kịp cái đống đồ, để ngày mai còn giao cho người ta nữa. Cha con ổng về quê, chiều mai mới lên lận. Má nghỉ ngơi đi, má đừng lo gì hết. Để con ra nấu cháo cho má nha. Anh thì không ngờ hoàn cảnh của em lại éo le đến như vậy, nhưng mà sao tự nhiên em lại nói cho anh biết? Vì em thấy có lỗi với anh. Anh là người bạn tốt nhất của em, vậy mà em cũng không tâm sự hết chuyện của mình. Anh rất vui khi được em tin tưởng và kể cho anh nghe chuyện bí mật này. Anh không biết lý do nào má em lại làm như vậy, nhưng anh biết chắc một điều, má em rất thương em. Anh nói giống y hệt anh Phi vậy. Hồi sáng anh Phi cũng nói với em y chang như vậy. Rồi khi nào anh Vĩnh về quê? Ngày kia. Bữa nay anh từ giả em luôn, ngày mai anh lưu bu, chắc không gặp em được. Anh Vĩnh về quê mạnh giỏi nha, ráng học thành nghề rồi chạy mang đám cưới nữa. Anh vang đám cưới của em trước chứ. Hả? À, em với anh Phi đã định khi nào chưa? Anh Phi nói là 1 năm nữa. Ừ, 1 năm nhanh lắm. Dạ. Anh phải về bỏ ông heo là vừa rồi đó. Ừ. Nè má. Thôi, tao tự ăn được mà, cần gì phải đút. Má không khỏe, má cứ để yên đó, con chăm sóc má. Má ráng ăn hết chén cháo này là má khỏe liền hả? Thôi 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 thôi, được rồi, phiền phức quá, để tao tự ăn được con rồi. Con đút má cho. Cẩn thận chừng nóng đó má. Má ăn đi, má ăn nhiều vô. Thank you.
con xin lỗi, con ngủ quên. Mày thức cả đêm luôn sao? Dạ. Nè, sức đâu mà thức dữ vậy không biết à? Thôi, vô ngủ chút đi. Thôi, để con làm xong, trưa giao cho anh ta luôn. Để đó cho má. Trưa ta mới giao hàng lận. Từ đây tới trưa còn lâu lắm. Thôi, vô ngủ chút đi. Nhưng má đang bệnh mà. Má đỡ rồi, đừng có lo nữa. Đi vô ngủ đi, nghe chưa? Dạ, con gọi má. Đi học cẩn thận nghe con. Dạ con biết rồi. Chào thưa ba má con đi học. Đi cẩn thận nghe con. Chú đây, anh về ăn cơm với má con em nha. Bữa nay em nấu món mà trẻ con anh thích đó. Nhớ về sớm nha. Nhất định rồi. Anh đi cẩn thận ha. Anh đi nghe. Anh đi qua trọng thì nói với em. Đúng rồi nè, mở cửa cho anh đi. Xin lỗi, ông tìm ai? Trước mình à, xin em đừng né tránh anh nữa. Anh không muốn làm phiền em, nhưng mà anh cần phải nói chuyện với em. Chúng ta có thể gặp nhau ở đâu đó. Ông làm nhà rồi. Ở đây không có ai là Trước Minh hết. Ông đi đi. Trước Minh, con của chúng ta, con của chúng ta anh muốn gặp nó. Ông đừng có ở đây anh nói bậy bạ. Ông đi đi. Lâu quá không liên lạc với em nên không biết tình hình của em ra sao. Dạo này còn ai làm khó gì em không? Dạ không, không có ai gây phiền phức gì cho em hết. Ừ, nhưng em cũng phải cảnh giác, đừng đi một mình tới mấy chỗ vắng vẻ, nguy hiểm lắm. Dạ. Còn ở nhà thì sao? Má em vẫn vậy. Em quen rồi. Anh Phi à, em cảm ơn anh vì đã lo cho em. Em cứ tưởng đâu là anh sẽ ghét và bỏ mặc em chứ. Tương Dân, anh không phải là người vô tâm. Tuy anh không thể đón nhận tình cảm của em, nhưng anh luôn quý mến em. Tương Dân à, tương lai của em còn dài phía trước. Mạnh mẽ lên em nha. Bây giờ em phải về công ty. Gặp anh sau nha. Lô hàng đầu tiên mà mình đưa đi gia công á đã hoàn thành hơn một nửa, chất lượng rất ổn chú ạ. Từ lúc mà chính thức bám cơ sở, cô Tuyết Vân á giải quyết mọi việc đều ổn thỏa, rồi công việc á thì rất là nhanh gọn. Còn công nhận nha, là cô Tuyết Vân đúng là người có năng lực đó chú.
Chú. Chú ơi. Tôi xin lỗi. Tôi thấy không được khỏe lắm. Cậu cứ để báo cáo lại đó đi. Dạ. Con xin phép ra ngoài. Alo, tôi Phi nghe. Alo, em là Vĩnh đây. Ngồi đi. Dạ. Uống nước gì? Em chỉ muốn nói với anh vài câu rồi em đi liền. Làm gì mà phải vội vàng vậy? Dạ. Thôi được rồi, cậu nói đi. Với tư cách là bạn thân và là đồng hương, em muốn gửi gắm bích lại cho anh. Ủa, tính đi đâu xa hả? Anh Phi, em rất mừng vì Bích gặp được người như anh. Giờ thì em có thể yên tâm về Bích rồi. Bây giờ em về quê luôn. Bích coi cứng rắn như vậy thôi, chứ thật ra cô ấy rất yếu đuối. Em tin tưởng anh sẽ không làm cho Bích bị tổn thương. Tôi hứa với cậu. Em nhổ 4 năm cộng lượt hả? Chỉ có 1 cộng thôi. Sao đau dữ vậy? Em xin lỗi. Tóc của anh dạo này bạc nhiều lắm rồi đó. Thì tại xấu máu mà. Ừ, máu anh xấu đó. Em, bữa nay anh gặp một người đàn ông lạ lắm em. Người đó làm sao anh? Ông ấy vô cửa hàng của mình, cứ lân la nói chuyện với anh, rồi còn nắm tay anh, còn vuốt ve anh. Làm anh nổi da gà, nhắc còn nổi da gà nè, thấy không? Hồi đó giờ nghe nói mấy người gì đó mới đê đó. Đây là lần đầu tiên anh mới gặp trực tiếp. Ổng còn hỏi thăm nhà mình ở đâu, rồi còn ngủ đi uống cà phê nữa. Ủa, em sao vậy? Có sao đâu anh. Bộ em sợ anh dính vô mấy người đó hả? Làm gì có. Em có sợ gì đâu. Hả? Để anh. Để em
Ai vậy em? Người ta thu tiền điện. Thu tiền điện? Ừ. Làm gì em nghe tiếng chuông em nhõm gì em lo chạy ra ngoài à? Rồi cản không cho anh ra, dành nữa. Làm như là người đó quan trọng lắm vậy. Chờ ai phải không? Anh à, đối với em á, chỉ có anh với lại thằng Định là quan trọng thôi. Không có chờ, không có đợi ai. Chứ tại sao thu tiền điện mà thấy em nói cười cười với ổng vui vẻ quá vậy? Nè, nói cho biết nghe, em mà lén phén với ai á, anh không có tha cho em đâu nha, biết chưa? Trời đất ơi, anh ghen cái gì mà tới ông điện lực anh cũng không tha nữa là sao? Trời đất, anh ơi, em già rồi, anh đừng có lo cái chuyện đó. Già thì sao, già bao nhiêu? Em không có già, với anh em không có già. Biết đâu được, mặc đồ vậy em cho là điện lực đó hả? Người ta giả điện lực thì sao? Tình cũ của em giả làm điện lực tới đây thu tiền điện để thăm em. Trời ơi, nói cười cười với ông điện lực làm gì? Trời, điện lực mắc gì cười với em? Anh nói với em rồi, tình cũ không rủ cũng đến. Cái gì? Trời, đã làm đủ thứ chứ đừng nói là điện lực. Ông bà người ta nói là cây me cũ bến đò xưa, người ta tìm tới đó. Cây đa, không phải cây me. Vậy là cây đa hồi nãy của em phải không? Bậy hả? Ông điện lực đó là cây đa của em phải không? Anh nói sai, em chỉnh chứ bộ. Tất cả tại em hết. Sao tại em? Không bao giờ chịu kể về chuyện quá khứ của em cho anh nghe. Kể từ lúc gặp anh, quá khứ của em đã chết rồi. Mà anh nhớ anh nói gì với em không? Anh nói quá khứ của em không có quan trọng. Sao bây giờ anh còn nói vậy với em? Xin qua cho anh ngồi cái coi. Em, anh xin lỗi em. Đôi khi anh cũng thấy mình là người quá ghen tuông, quá ích kỷ. Nhưng tất cả những điều đó đã cho em thấy anh quá yêu em. Đừng giận anh nghe. Giận? Ừ. Giận anh rồi á, má con em ở với ai chứ? Với ông điện lực. Quỷ nè. Được chị hai chưa? Vậy cháu chú Trần thì sao? Anh gặp chưa? Bà ấy không chịu nhận mình là Tuyết Minh. Thật là vô lý. Tại sao mợ hai lại chối chứ? Cậu hai à, có khi nào mợ hai không nhận là gì? Vì sao? Anh nói đi chứ. Tôi sợ mợ hai làm vậy đó là bởi vì đứa nhỏ năm xưa không còn nữa. Không à, anh không được nói như vậy. Con tôi vẫn còn sống. Ông trời không thể trừng phạt tôi nặng nề tới như vậy. Anh hai, anh bình tĩnh đi anh hai. Cậu hai à, tôi xin lỗi cậu hai. Đó là tôi chỉ đoán mò thôi, chứ riêng tôi cũng không mong chuyện đó xảy ra đâu. Tôi mà là cậu hai hả? Thế nào tôi cũng chạy sọc tới đó, hỏi thẳng vợ chồng mợ hai cho ra lẽ. Phải công nhận nha, cậu hai kiên nhẫn thiệt á. Cậu hai không muốn gì lợi ích riêng của mình mà làm ảnh hưởng tới cuộc sống của mợ hai. Con người cậu hai nhân hậu vậy đó, mà tại sao mợ hai không hiểu mà làm khổ cậu hai bao nhiêu năm nay? Chưa chắc mợ hai mà không đúng đâu. Tôi dám chắc là mợ hai cũng đau khổ nhiều lắm. Sao ông không nghĩ ra cách nào để cha con cậu hai sớm đoàn tụ đi? Cách nào? Trời ngu hả? Đi đâu vậy? Đi làm thám tử. Nè, đeo cái đe vô cho nó giống. Thank you.
Thì... Má ơi, má! Má ơi, mở cửa cho con, má ơi! Má ra nè! Dạ, thưa má, con mới đi học về. Mới về hả con? Vô đi con. Chứ mà tao đâu có phải là kẻ gian đâu mà cắn tao. Ui cha một con hai con ui cha. Nhất định mình phải nhìn thấy mặt cho Tuyết Vân mới được. Ráng kiên nhẫn chút nữa, một chút nữa thôi. Ui cha, thương chú Thiện quá. Bây giờ lòng anh hay ngổn ngang lắm, chưa biết tin chính xác về đứa bé. Mà nếu hai cha con có điều kiện gặp lại, anh lo không biết con bé có chịu mở lòng đón nhận ba mình hay không nữa. Sao lại không? Nếu mà là em hả, em sẽ thương ba mình nhiều thiệt là nhiều. Em cứ nghĩ cái cảnh mấy chục năm thương nhớ vợ con, chứ em thương ba mình chết đi được. Có khi vì chị hai oán giận anh hai mà tình cảm đó sẽ lây lan sang cô gái. Vậy mình sẽ nói cho cô ấy hiểu. Em nghĩ là cô ấy nhất định sẽ đón nhận chú Thiện thôi. Nói thì nghe dễ lắm, chứ thực tế thì thường không dễ dàng như vậy đó. Kể lại những chuyện đó ra, biết có ai tin không? Chỉ vì một chút lỗi lầm mà anh hai phải trả giá lớn như vậy. Mỗi lần nghĩ tới anh hai, anh không khỏi đau lòng. Nếu như ngày đó anh lớn hơn một chút, khôn hơn một chút, thì có lẽ bi kịch gia đình anh hai sẽ không xảy ra. Sao lại tự trách mình? Cái hôm chị hai gặp nạn, thấy chị hốt hoảng, anh sợ quá nên ta chạy đi kêu cứu. Chính vì vậy mà cái chuyện xấu hổ của chị mới lan ra khắp nơi. Rồi cũng chính vì sợ dư luận mà má anh đã ép chị hai bỏ cái bào thai trong bụng. Nghĩ kỹ thì mọi chuyện cũng từ anh mà ra. Anh đừng có tự trách mình. Đứa bé nào đứng trước hoàn cảnh đó mà không làm như anh đâu. Mọi người không có ai trách anh hết á. Em nói giống anh hai quá vậy. Tại vì em và chú Thiện, ai cũng đều yêu thương anh, không có muốn thấy anh buồn. Mà thôi, anh đừng có lo. Bà ngoại em thường nói là lá rụng sẽ dày cội, thế nào rồi mọi chuyện cũng sẽ tốt đẹp mà. Nè, hai cha con ông đó, ngừng tay đi. Lại đây tôi nói chuyện này nghe nè. Lại chuyện gì nữa đây? Qua đây người ta mới nói chứ. Vân, con cũng nghỉ tay đi con. Qua đây mà nói chuyện này nghe, hay lắm. Dạ.
ngồi bên kia. Bên nào không được. Con, qua đây nè, qua đây ngồi với má. Đi con. Nè, ngồi xuống đây với má đi. Có gì vậy má? Nãy giờ, má qua bên nhà thím Bảy á, nghe được chuyện này nè, hay lắm. Ông còn nhớ hồi mấy năm trước á, thím Bảy gả nhỏ cháu cho cái thằng Hàn Quốc á. Nhớ. Rồi sao? Thì đó, con nhỏ đó nó qua bên đó nó làm ăn. Trời ơi, bây giờ nó giàu dữ lắm. Nó có lòng tốt á, nó muốn giúp đỡ mấy chị em gái ở bên này. Cho nên á, nó nhờ thím Bảy á, giới thiệu giùm. Vậy đó. Làm môi giới cho người nước ngoài phải không? Cái gì? Gì môi giới? Cái ông này làm giống như buôn bán không bằng á. Thím Bảy á, chỉ muốn làm ơn cho mấy đứa con gái nghèo ở xóm mình thôi. Triết Dân, thím Bảy hứa sẽ chọn cho con một chỗ thiệt là đàng hoàng đó con. Dạ, con chưa muốn lấy chồng. Với lại chồng xa như vậy, con không ưng đâu. Cái gì đâu xa? Thời buổi này, từ đây qua Hàn Quốc á, có xa xôi gì đâu. Thôi đi bà ơi, bà không có nghe. Cô dâu Việt lấy chồng Hàn Quốc bị bạo hành, bị giết chết. Báo đăng tin Hà Rầm đó, bà không có nghe, bà còn ham nữa. Nghe chi mấy thằng nhà báo đó. Thiếu gì người lấy chồng. Ở nước ngoài đó, người ta đổi đời. Cả một dòng họ người ta đổi đời theo. Sao mà ca ngợi đi. Tối ngày cứ moi móc ba cái chuyện tiêu cực không. Báo này báo nọ. Nè, bộ lấy chồng trong nước á, không bị bạo lực, không bị giết chết hả? Đó là xui rủi thôi, nhưng chỉ là số ít à. Triết Dân, má năn nỉ con đó. Con gật đầu một cái đi. Má chạy qua má nói với thím Bảy thì cuộc đời của con sẽ sang qua một cái trang mới liền. Má, con không thể lấy một người mà con chưa từng quen biết và bất đồng ngôn ngữ, mà nhất là không hề có tình yêu. Con xin má, má đừng có ép con như vậy nữa. Má thương con đi má. Trời ơi, cái con này. Bà ham quá. Bà ham lấy chồng Hàn Quốc á, vậy bà tự bà đi gả bà đi. Tôi thề là không có ý kiến à. Trời đất ơi, tôi thương nó, tôi lo cho tương lai của nó. Sao mà chịu hiểu cho tôi hết trơn vậy? Mỗi lần em nhớ tới hoàn cảnh của chú Thiện, tự nhiên em lại liên tưởng đến hoàn cảnh của mình. Nhiều lúc em nghĩ, nếu như một ngày nào đó ba em quay lại tìm em, cho dù ba có gây ra lỗi lầm gì, em cũng sẽ tha thứ hết. Anh mong sao cháu gái của anh cũng có suy nghĩ giống như em, để cho anh hai đỡ khổ. Không nói chuyện anh hai nữa, nói chuyện tụi mình nè. Chuyện mình là chuyện gì? Đầu tháng sau anh chính thức nghỉ việc cả công ty, toàn tâm lo cho sự nghiệp riêng của mình. Anh muốn chúng ta cưới nhau sau khi công ty bắt đầu đi vào hoạt động. Bích nè, làm vợ anh nha. Đáng lẽ anh tặng em từ cái lần đầu tiên cầu hôn lận, nhưng lần đó anh chưa chuẩn bị kịp, cho nên lần này anh vừa cầu hôn lại đó. Em không nghe sao? Nghe mà. Khi nào thì em mới cho phép anh nói chuyện tụi mình với ngoại và má em đây? Chuyện của má con em vẫn chưa làm rõ nữa. Sao đưa anh về gặp mặt bây giờ? Ráng cho em thêm một thời gian nữa nha. Đến lúc đó biết đâu. Em không cần phải nặng lòng như vậy đâu. Anh hiểu hoàn cảnh của em.
ba ơi. Anh ba. Ủa, anh hai, hồi sáng giờ anh thấy anh ba đâu không? Không biết có chuyện gì mà anh ba xin nghỉ mấy ngày. Vậy thì để em đưa anh tới công ty ha. Không cần đâu, để anh tự đi được rồi. Dạ, vậy thôi em đi trước. Ừ, chú đi đi. Alo, tôi nghe. Sao lại có chuyện đó? Lỗi là do Tuyết Vân sao? Được rồi, tôi sẽ tới công ty liền. Chú làm gì chú? Tập thể dục. 1, 2, 3. Đi nha. Tại sao? Tại sao con lại lơ đễnh tới mức giao nhầm phụ kiện giữa các nhà máy? Nếu cậu Tú không phát hiện kịp thời thì cả cái lô hàng này sẽ ra sao đây? Chú thì chú chỉ nhắc nhở vậy thôi, nhưng mà từ nay á, con cũng phải nên cẩn thận để tránh tổn thất cho công ty. Con xin lỗi chú. Chú biết con là người cẩn trọng, nhưng sao lần này con lại mắc lỗi hết sức là ngớ ngẩn? Con đang có vấn đề gì sao?